Thưa quý vị, chủ trì phiên họp thứ 8 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo đã yêu cầu các bộ ngành địa phương thực hiện 5 đẩy mạnh, góp phần khơi thông nguồn lực, giảm chi phí tuân thủ, nâng cao năng lực cạnh tranh, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phiên họp được kết nối trực tuyến với 63 tỉnh thành trong cả nước. Tại điểm cầu Bà Rịa Vũng Tàu có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ đánh giá, với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cùng với sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ ngành địa phương, cũng như người dân, doanh nghiệp, chỉ số xếp hạng môi trường kinh doanh của Việt Nam tăng 12 bậc, xếp thứ 106 trong bộ chỉ số tự do kinh doanh thế giới, tăng 4 bậc so với năm 2022. Xếp thứ 46 trên 132 quốc gia và nền kinh tế về chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các bộ ngành địa phương, đồng thời cũng thẳng thắn chỉ rõ một số hạn chế, các nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong thực hiện cải cách hành chính, chỉ đạo các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính trong thời gian tới. Thủ tướng Chính phủ quán triệt quan điểm thực hiện tinh thần 5 đẩy mạnh. Một là cái đẩy mạnh, cái rà soát, tháo gỡ cái thể chế, cơ chế chính sách, các quy định của Đảng và Nhà nước mà nó vướng mắc đến cái việc huy động cái nguồn lực. Để chúng ta tập trung huy động cái nguồn lực trong nước, ngoài nước, rồi người dân doanh nghiệp cho sự phát triển. Cái đẩy mạnh thứ hai là tăng cường cái đối thoại, chia sẻ, rồi xử lý các cái vướng mắc, các cái khó khăn, các cái bất cập của người dân doanh nghiệp để mở rộng cái sản xuất kinh doanh, tạo công ăn việc làm, sinh kế cho người dân. Cái đẩy mạnh thứ ba là đẩy mạnh cái cải cách, rồi tăng cường cái kỷ luật kỷ cương, đẩy lùi cái tiêu cực, cái lãng phí trong cải cách hành chính. Đẩy mạnh thứ tư là chuyển đổi số. Chuyển đổi số, rồi xây dựng cái chính phủ số, công dân số, xã hội số, rồi số hóa hồ sơ, số hóa cơ sở dữ liệu, rồi phối hợp khai thác chia sẻ dữ liệu giữa các bộ, các ngành, các cơ quan, sao nó liên thông cái cơ sở dữ liệu này và sử dụng cho nó có hiệu quả. Cái đẩy mạnh thứ năm là cái đẩy mạnh không dùng tiền mặt trong các cái chi tiêu tài chính, rồi đặc biệt là ở các cấp, các ngành đều phải đẩy mạnh cái việc không sử dụng tiền mặt này, thì chúng ta mới góp phần chống cái tiêu cực, chống cái sách nhiễu, bớt cái công đi lại và tiết kiệm cái chi phí. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quy định chi tiết, nhất là đối với các luật đã được thông qua tại kỳ họp thứ 7 của Quốc hội, đẩy mạnh rà soát, đề xuất phương án xử lý đối với các quy định còn mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập, không phù hợp thực tiễn, rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa giấy phép liên quan đến hoạt động kinh doanh, tăng cường phân cấp, phân quyền, đi đôi với phân bổ nguồn lực. Các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tăng cường thanh tra, kiểm tra để nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách hành chính.